À, lô anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần rồi anh em ơi, cùng chúc anh em một ngày thứ hai đầu tuần thật vui vẻ ha. Thì cái quá trình săn thằng lù quanh nô của anh em như thế nào đó anh em? Mình thì nói chung là cũng full được 4 trên 4 vòng đặc biệt rồi. Nhưng mà đặc biệt ở đây là không có thằng lù nào cả anh em, không có thằng lù nào cả. Trời ơi, toàn là lấy ở cái móc quay không à. Rồi trong cái quá trình quay thì nếu mà 4 trên 4 vòng như thế này á thì đã tốn tới 600 thùng. Nhưng mà ngày thứ hai anh em, ngày thứ ba cũng đã tốn 600 thùng nhưng mà không có ra một cái gì cả anh em, rất là đau lòng anh em. Hay chà, nhưng mà thôi, cái này thì nhiều anh em chắc cũng bị rồi ha. Nhiều ông 800 thùng, nhiều ông 1000 thùng cũng không có thấy thằng lù anh nô nào cả. Nên là cái tỷ lệ đợt này nó khá là thấp luôn ha anh em. Nên thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng ông nào xui thì nông dân mà còn xui nữa anh em, nông dân mà còn xui nữa thì đường nào mà đỡ. Nhưng mà thôi chịu thôi, sao giờ anh em, bây giờ nó không ra thì chúng ta săn mấy cuộc L1 làm thông thạo rồi các thứ cho nó thôi chứ sao giờ. Tuần này thì ngưng ở 9 sao nha anh em, ngưng ở 9 sao, hết thùng để quay rồi. Bây giờ có quay thì nó cũng phí lắm anh em. Còn 6 thùng, trời ơi. Ngày hôm qua đã farm được full được hết 600 điểm chiến trường anh em. Lấy ít quà thôi chứ sao giờ, 33 thùng bia, 1.200 cái dép Luffy nè. Đó, ui, 2.100 kim cương luôn. Kho báu, để coi coi, ngày hôm nay sẽ up cho con Yuta lên E5 nha anh em. Đáng lẽ ra ngày hôm qua là đã lên rồi. Nhưng mà ngày hôm qua thì chúng ta làm về thằng lù trước cái đã anh em. Đáng lẽ ngày hôm qua đã lên rồi. Chà, bây giờ tích thùng bia để tham gia sự kiện đổi L1 rồi các thứ thôi chứ sao giờ anh em, hết đường rồi. Hay cha kim tự tháp đợt này 38 hả? Tướng hệ hiếm đợt này đó coi coi. Yuta cũng đã đủ rồi thì chắc không có cần phải chiêu tướng hệ hiếm đâu ha anh em. Chúng ta sẽ qua tướng hệ thường đi. Đợt này thì sẽ sưu tầm thêm con Robin Wano rồi các thứ cũng được. Chà, bà chị nè anh em, bà chị cũng được ha, cứ để nó đi, để tới event, cuối event chúng ta đổi sau nè. Đây, full được 600 điểm nè ha anh em. Vào đúng một đêm thôi. Thức tỉnh lù, trời ơi, tiếc ghê anh em, mình mà quay được một thằng lù nữa thôi. Một đến hai thằng lù nữa thôi là lên được 10 sao rồi nè. Shop rơi ải đợt này, ôi 2.600. Đổi được hai rương của thằng lù nè, hên xui mở trong này cũng ra nha anh em. Vô mở thử coi. Ui, ba rương lù Wano luôn em. Cái này mà mở ra thằng lù thì thôi chứ à. Trời ơi, thôi kệ được, 100 xu cũng được ha anh em. 100 xu để tuần sau tích thêm sự kiện ha. Coi còn gì nữa không, mở luôn ha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ, ơi, còn cái bánh lái này mình chơi được một vòng rồi nè. Ở bên đảo bóng đêm đã mát rồi, bây giờ qua bên đảo rực rỡ ha. Chứ anh em không có xài cái bánh lái này thì tới kết thúc sự kiện nó cũng xóa à. Nên thôi, lết qua bên này chơi luôn đi. À, thứ hai đầu tuần chúng ta sẽ có code tuần ha anh em. Nhưng mà theo mình thấy thì hiện giờ vẫn chưa có post cái code lên cho anh em. Khi nào có thì trong quá trình chơi làm clip á, nếu mà có thì mình sẽ post lên. Còn mà không có thì chắc khi nào có thì mình sẽ ghim ở dưới phần comment để cho anh em được biết ha. Ở bên này chúng ta lấy thêm xu nha anh em. Này gì đây, cũng xu luôn anh em, quả ngon. 8 cái. Ok. Rồi, bây giờ up con Yuta lên E5 đi. Con Yuta cũng là một cái thành phần gọi là được nếu mà anh em đi ok, có thể con thằng lù Wano nó búp lên cũng khá là ổn luôn nha anh em. Búp sức mạnh lên á. 1, 2, 3 à, đủ luôn nè. Trời ơi, thiếu lính chì. Thiếu lính chì 6 sao hệ âm dương ta. Đâu rồi, 6 sao âm dương, để mình mở một mớ âm dương đi nè. Mình mở một mớ âm dương đi rồi ghép lại sau. Ở dưới này nó còn một bớ con này anh em, 6 sao đúng không? Ok, đủ rồi nè anh em, 8 con rồi. Bây giờ kiếm copy của Yuta nha. Một copy nằm ở ngoài rồi đúng không? Một tướng rồi.
Rồi bây giờ ở ngoài đây là có ghép một con tướng rồi nè anh em, ghép một con Yuta nữa. Là hai ha anh em, là hai. Rồi cuộn L2 mình có tới ba cái, là mở một cái nữa là đủ luôn nha anh em. Trời ơi, ở tích bữa giờ mới đủ đó anh em. Yuta ba con. Đấy. Thời gian cái thời khắc này úp. À, đây là cái con tướng hiếm đầu tiên mà một nông dân lên được E5 nha anh em. Nông dân chơi được 2 tháng mấy. 2, 3, đủ food luôn. 8 con nè. Thức tỉnh, ok. Khi mà thức tỉnh thì nó sẽ mở Goma ha anh em. Thì cái sức mạnh của nó sẽ gia tăng vượt bậc ấy. Không đủ nguyên liệu luôn, hết tiền luôn. Ok, up Goma cho nó nha anh em. Con này thì chắc lên được Goma 1 không ta? Ai già, thiếu food. À, Goma 1 nó chỉ có cần có 5 con food 10 sao thôi. Được. Đấy. Vậy là ngày hôm nay hạt nông dân của mình thì có tổng cộng tầm 3 con E5 rồi. Food 10 sao thì đơn giản anh em. Bữa giờ tích cũng được một ít. Hồi nãy nó đòi nhiêu ta? 5 con đúng không? 5 con. Ok. Một, hai, ba, bốn, năm. Rồi, lên được một Goma hả anh em? Nâng hết mấy cái chỉ số bên này ha. Khi nào mà lên được kiếm được lon Goma 1 á thì chúng ta tính sau. Bữa hết lon Goma 1 á thì mình cũng đã cho thằng rổ ăn hết rồi. Goma này là chơi lâu dài anh em nên là không có không có gấp gáp được. Ok, dư được có 900 ngàn anh em. Hồi nãy là 7 triệu, bây giờ chưa 900 ngàn à. Thiếu lon Goma thôi nha anh em, còn food thì chắc cũng thiếu luôn. Rồi ok, đã lên được Yuta, lên được E5 rồi anh em. À quên để chọn mấy cái quỷ bên này nữa anh em ơi. Haki đã, chọn cái Haki cái đã. Nếu đánh thường hoặc là chưa nếu gây chí mạng. Còn cái này thì chắc để giữ nguyên đi ha anh em. Cái này giữ nguyên đi, bởi vì con Yuta này nó cũng đánh ké mà. Nên là để cái quan sát này đi, để đánh cho nó đau. Rồi ok, ổn nha. Rồi bây giờ sẽ kẹp với lại thằng Lù Wano đi thử thách coi như thế nào nha anh em. Sự kiện tuần này thì vẫn chơi tà thôi. Để mình coi có code chưa. Chưa có code luôn em ơi. Mấy ông Gosu này đi ngủ hết rồi. Mấy ông Gosu ngày hôm nay đi ngủ hết rồi sao đó nè. Anh em nhớ chơi mấy sự kiện nè này nha. Đang ra tướng mới, đang có nhân 2 đó. Thử thách đồ các thứ chứ nè, luyện tập đồ nè. Chà, mới vô gặp nguyên con sắt luôn anh em. Thôi nhưng mà để mình chọn tướng đã. Chọn những cái con tướng nào mà nó có hồi máu á anh em, nó cho nó ngon. Đập này đi. Rồi ok, cái team mình đang chơi, đang tính chơi như thế này anh em. Đang tính chơi như thế này. Vừa có tóc mà vừa có cả gọi là tăng một chút anh em. Tuy con chopper E1 bỏ vô thì làm tăng cơ, nhưng mà được cái là em nó sẽ gọi là thôi one hit. Em nó sẽ búp máu, phần trăm máu cho team chúng ta anh em. Nói chung là giáp siêu cho tàn team nó cũng khá là ngon. Tăng tốc nữa. Xét tướng chính xác, công máu cũng được. Ôi ôi, có rắc. Có rắc là bỏ một con quỳ bắp lên nha anh em. Có rắc bỏ một con quỳ bắp lên. Đó, để cho nó phản đam chết con đó nè. Rắc mày khó chịu lắm. Rồi ok. Chà, nãy giờ tàn gặp one hit không ta? Không có trận nào mà thể hiện để con lù thể hiện hết anh em. Nhưng mà không sao, chủ yếu chúng ta lấy quà mà anh em. Còn muốn thể hiện thì ra ngoài đánh với lại lít bạn. Nhưng mà lít bạn hiện giờ thì ai cũng có con lù hết anh em. Ai cũng có lù hết. Bởi vì lù là con tướng hệ thường mà. Nó lại cũng có một con bọc trong người. Ông nào hên thì 10 sao E1, ông nào xui thì 9 sao anh em, phải chưởng thiệt.
Giờ tốn cuộn L1 mình có 1-2 cuộn rồi đó anh em. Bây giờ đợi nó mở thông thạo rồi với lại vô cuộn L1 là úp lên e thôi. Cũng nhanh, là nếu mà tướng hệ thường thì úp cũng nhanh lắm. Rút độc nè. Ủa, Yuta chọt đau lắm nha anh em. E5 có khác. Tăng 35 sức thương chí mạng ngon. Vãi cả Lau Anh Nô. Hiện giờ đó anh em, cái sức mạnh của thằng Lau Anh Nô nó đang được khẳng định rồi đó. Từ khi mà con lù ra mắt anh em, thằng Lau Anh Nô nó gọi là chống chịu những cái đợt gọi là rút độc của đối phương anh em rất là hợp lý luôn á. Nói chung là team nào mà có Lau Anh Nô nộ được trước anh em, tạo được những cái lá chắn bất tử á, thì có lợi thế lắm anh em. Còn team bên kia mà không, con Lau á nó không có là nộ được thì team đó là auto bị đốt chết anh em. Nó sẽ như vậy mới đau chứ. Gặp rắc nhiều thế nha. Mỗi lần gặp rắc là mỗi lần bị phản đam si đồng hết. Chết một đứa không. Ơi, con lâu thường phải bỏ lên trên. Ừ, bỏ lên đầu cũng được. Đó, để cho nó bơm máu anh em. Tướng mình lúc nào nó cũng đầy máu á, anh em chọn một con lâu thường á, vô nó nộ một cái là ok. Rồi lượm được búp xịn ghê á. Lâu này lâu cùi bắp nè. Vô nó nộ cho một cái là đầy cái máu à. Đó, bơm máu. Anh em có thể dùng con lâu này để làm nhiệm vụ làm mấy cái nhiệm vụ hồi máu á anh em. Mình nhớ Yuta hồi đợt đầu á mới ra thông thạo á, nó bắt làm nhiệm vụ hồi máu á, thì anh em sử dụng nó để bơm máu lên là được. Tụi hóa đá hết. Còn đúng một đứa. Để tí mở thêm đá kinh nghiệm để up cho con Yuta lên e. Búp cho Yuta lên 330 level để ta biết lên E5 chứ 320 thì nó kỳ kỳ đúng không anh em. Rồi. Bên kia có con Yamato 10 sao nó mới ghê chứ. Này thì Yamato. Con Yamato đi với lại con lù Anno cũng hợp lý lắm anh em. Bởi vì Yamato nếu mà ok nó tăng cũng ổn áp lắm. Nói chung là những cái con tướng nào mà nó nhây nhây á, nhất là con Lau Anno ấy, nó có bức tử được các thứ á, thì sẽ khiến cho team địch bị những cái đợt đốt độc của cái hỏa diệm. Rắc nữa nè, rắc E2 thôi là cũng đủ là phản đam quéo rồi ha anh em. Để một con cùi bắp lên trên thôi. Đó, bảy màu con đó liền. Ba lượt đầu khiến kẻ địch nhận thêm 15% sát thương thì khác gì. Quá xịn, ok, để đi đến cục máu đi, cái nào cũng được anh em, lại gặp rắc nữa kìa. Giờ vẫn chưa có code nha anh em. Bây giờ là 11 giờ hơn, 11 giờ rưỡi hơn rồi. Rắc E5 mà. Ui ui.
hai con Sabo, ba con Sabo chứ, hai con, ba con này, hai con Sabo, một con BH. Đồ hình này đâu ra vậy ta? Đồ hình này chắc cũ lắm luôn rồi nè anh em, cái đồ cái meta Sabo cũ lắm luôn rồi đấy. Tay trọt ké rất là đau luôn nha anh em. Giờ mà lên Germa 2 cho nó nữa là trọt đau nữa. Lù đi ở trong này thì không có thể hiện được nhiều anh em, bởi vì thằng Lao Anh nó làm gỏi hết rồi. Boss vô là mấy để mình tích thêm mấy cái cuộn ngẫu nhiên anh em, mấy cái mảnh ngẫu nhiên á để thường anh em, để mở ra có tỷ lệ ra thêm thằng Lù Anh Nô ha. Ít quá không có mở ra nổi, bữa cũng tích được vài trăm cuộn anh em, vài trăm cái mảnh ngẫu nhiên mà mở hoài cũng không ra em. Nói chung là tuần này là chỉ có chiêu mộ lấy móc thôi, chứ hầu như là không có một cái gì để mà mở ra hết. Không biết anh em có bị như vậy không, nói chung là rất là khó nhai. Ok, pha này pha cuối rồi. Rồi ra giao lưu với lại các bạn trong clip bạn của mình thử coi là khi mà lên được du tây năm nó khét bọc cỡ nào anh em. Đó đây thấy không, thằng lâu nó lụm hết trơn à. Mở thêm đá kinh nghiệm. Xài tới đâu mở tới đó anh em. Chứ tại vì nó sẽ mở theo dựa theo cái level của anh em á. Ok, 330 rồi. 100% xuyên thủ má ơi. Ok. Vô bem thử anh em trong này coi. Mấy ông này level cao quá. Toàn E5 không anh em. Ông này chấp à. Bem 192 level. Ôi á, Lao Bano bên kia tóc cao thế. Tóc cao quá nè em ơi, cặp nào tóc cao đánh không lại à. Đồ phản đam kìa. Chết hai con luôn. Rồi pha này tụi nó bị đốt rồi tới chết nha anh em. Đó, đốt kìa. Ui ôi. Xém thôi anh em ơi. Ui dạo này đốt nó bị yếu yếu đi rồi anh em, bị phít sức mạnh rồi. Lại đánh với ai ta? Khang nè, làm lại trận với bạn Khang coi. Má ơi, bên kia thằng Zack nó nộ ghê quá. Bên kia đánh trúng thằng Zack chết hai đứa đầu luôn anh em. Mà hai đứa đầu này bây giờ nó cũng bị dính cái loạn rồi. Kia nó đánh hung dữ thực sự anh em. Độc này là độc đến từ vị trí của thằng Lao Anh Nô nha anh em. Thua, ủa rút yếu vậy ta. Chắc là do con thằng lù của mình nó yếu á anh em. Do thằng lù của mình nó yếu á. U là trời. Phải nâng thằng lù thêm một xíu rồi. Phải lên E cho em nó anh em, phải lên E đồ các thứ. Lên công đồ nữa nè. Cái này chưa lên nữa nè anh em. À. Lên cho em nó xíu máu đi chứ để yếu quá vô bị ăn hiếp. À, ok.
toàn là Utah E5 rồi bên kia không anh em. Ở Utah bên kia E4 à. Bên kia không có lâu nha anh em. Bây giờ mà không chạy theo meta là cũng mệt mỏi lắm đấy. Luôn mình nó dễ chết yểu ghê luôn á. Nhưng mà được cái Utah bên mình đang búp được cái bên cái hải diễm anh em. Utah bên mình đang được búp hải diễm, không biết là đốt có ok không. Chúng ta cùng chờ xem nha. Đó. Ôi ôi. Búp đúng người là nó khác liền anh em. Úi. Pha nó tại sao lại thua nhờ. Xui thế. Phải đánh là ông Tần Thủy Hoàng, không phải. Đánh ông này nè. Rồi cái pha đó mà lại thua anh em vãi chưởng khó hiểu thiệt. Thằng lâu của mình nó búp hụt chờ thằng thằng rổ anh em. Búp trúng thằng rổ là ngon, ok pha này ngon rồi nè. Búp bức tử hầu như là trúng được mấy con được búp hải diễm mới ngon nha anh em. À rồi gặp thằng quỷ lù này nó không búp hải diễm được cho team rồi. Đợi nó nộ nha, đợi thằng lù nộ nha anh em. Ba ống nộ luôn mà không nộ được cái nào là thua luôn đấy. Ok, đợi đốt độc thôi. Đó. Nó mà nộ được một cái nó đốt độc thì thôi chứ ạ. À. Thằng lù này anh em muốn ok thì anh em phải gọi là ủa block đam kìa anh em. Ủa block đam kìa. Nguyễn sát thương đốt độc. Đó, chết sạch. Mà team mình nó không có chịu được nhiệt anh em nên là nó chết sớm. Làm lại trận nữa đi. Bên kia dù sao cũng có con Bitmom á anh em, nó hồi sinh nó rất khó chịu ha. Đúng rồi, pha này được búp hỏa diễm nè. Có nhiều pha không búp hỏa diễm nha anh em nên nhớ. Nhiều pha nó không có búp hỏa diễm luôn. Kèo này búp hỏa diễm là team bên kia gãy hết nha anh em. Yuta được búp nè, rồi Zoro được búp nè. Bên kia chuẩn bị là bay màu hết. Đợt này là có thêm cả cái bức tử của con Dỗ Wano nữa chứ anh em. Của con Lua, của con Lau Wano nữa. Chết tôi. Bên kia bức tử anh em, khó chịu chưa. Đúng rồi. Một chót. Lực kèo liền anh em. Đó. Đánh trên lực chiến liền. Hầu như nãy giờ mình toàn đánh chơi lực chiến nha anh em, chứ không phải là đánh vô lực chiến đâu. Kiếm ở trong list vạn mình toàn là mấy ông là mạnh mạnh không à. E5 ôi đội hình chuẩn. Lù E2 chơi chắc là xả nhiều cuộn lắm đây mới lên được E2 đó anh em. Bên kia nó nổ trước coi như là thua rồi. Lâu của mình nó béo trước đó rồi anh em ơi. Ui cũng rút độc ghê kìa anh em, nhưng mà bên kia có giá bất tử ha. Xém win nha anh em, đánh xém win. Nói chung là cũng có số có má đấy. Đúng rồi anh ơi, búp chuẩn rồi. Chết rồi, thằng rổ không được búp. Rồi bây giờ mới được bóp cái nổ hỏa rồi anh em. Quên luôn. Đó. Level 198 nha anh em. Bạn Linh GR vậy nè. Đánh chơi lực chiến luôn. Đúng là tướng bá đạo thực sự. Rồi ok, ngày hôm nay đến đây thôi anh em. Thì cũng lên được cho con Yuta E5. Nói chung là cũng tăng sức mạnh cho em nó nhiều lắm. Chỉ số của em nó thì nói chung là cũng được 1 triệu mấy công, 12 triệu máu anh em. Đó, nói chung mấy chỉ số này thì nó cũng bình thường. Đang chơi cho nó cái công xuyên ha. Để coi chắc là chuyển qua cho nó cái chí mạng với lại cái chí mạng với lại cái sát thương chí mạng anh em. Còn con quỷ này tóc công là đúng rồi đó. Rồi, ok anh em, thì đó là cái video ngày hôm nay. Em thấy hay hãy chung like, share giỏi kênh nha các đứa nhiều nha.